Luật sư của Johnny Depp Camille Vasquez đã một lần nữa đáp trả cực gắt trước những tin đồn về chuyện tình cảm với nam diễn viên cướp biển vùng Caribe là phi đạo đức và phân biệt giới tính. Khi cuộc chiến pháp lý giữa Johnny Depp và Amber Heard diễn ra, với tất cả mọi người, từ những người nổi tiếng và thương hiệu, thì đâu đó có một nhân vật đã làm lu mờ ngay cả hai ngôi sao hạng A để trở thành một gương mặt nổi bật chỉ sau một đêm nhờ tài tranh luận trong phiên tòa, nữ luật sư đại diện pháp lý của Johnny Depp Camille Vasquez. Thậm chí những người hâm mộ cuồng nhiệt của Depp đã xếp hàng bên ngoài sân để được nhìn thoáng qua Vasquez hoặc thậm chí ôm cô ấy, tờ New York Post đưa tin. Luật sư cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem về cuộc kiểm tra chéo của cô ấy trên Internet và người hâm mộ cũng đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các chiến lược hiểu biết của cô ấy. Một số người thậm chí còn chỉ trích các tài sản ảnh đã cố gắng khơi mào tin đồn rằng Vasquez đang hẹn hò với Depp. Một người dùng Twitter đã viết, tôi không thể tin rằng các tài sản ảnh đang hỏi Camille nếu cô ấy đang hẹn hò với Johnny. Mọi người không biết về ranh giới, hay để một người phụ nữ làm công việc của mình trong hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn mới, nữ luật sư đại diện pháp lý của Johnny Depp Camille Vasquez, người nổi tiếng trong vụ án bôi nhọ cấp cao của nam diễn viên đối với vợ cũ Amber Heard cho biết, cô rất thất vọng khi mọi người nghĩ rằng những tương tác của cô với Depp theo bất kỳ cách nào là không phù hợp hoặc không chuyên nghiệp. Tôi rất quan tâm đến khách hàng của mình và chúng tôi rõ ràng đã trở nên thân thiết. Nhưng khi tôi nói chúng tôi, ý tôi là toàn bộ đội và tất nhiên bao gồm cả Johnny. Vasquez nói với People, đồng thời nói thêm rằng ngôi sao cướp biển vùng Caribe đã là bạn và khách hàng của cô trong 4 năm rưỡi. Đó cũng là một khoản phí phi đạo đức đang được thực hiện, đó là sự phân biệt giới tính, cô nói. Thật không may và thật đáng thất vọng, nhưng đồng thời nó cũng đi kèm với lãnh thổ. Tôi không thể nói rằng tôi đã ngạc nhiên đến như vậy. Camille Vasquez bảo vệ mối quan hệ của cô ấy và Depp trước tòa. Vasquez đã phủ nhận có quan hệ tình cảm với khách hàng của mình. Bạn muốn tôi nói cái gì đây? Tôi ôm tất cả mọi người và tôi không xấu hổ về điều đó. Cô nói và nói thêm. Người đàn ông này đã chiến đấu vì sự sống của mình và tôi đã tan nát trái tim khi thấy anh ta ngày này qua ngày khác phải ngồi đó và nghe những lời cáo buộc khủng khiếp nhất được đưa ra chống lại anh ta. Và nếu tôi có thể thoải mái một chút, thì tất nhiên tôi sẽ làm điều đó, cho dù đó là nắm tay anh ấy và để anh ấy biết rằng chúng tôi đã ở đó và chúng tôi sẽ chiến đấu vì anh ấy xứng đáng, nữ luật sư Vasquez chia sẻ. Luật sư tuyên bố rằng nhiều người đã hiểu sai ngôn ngữ cơ thể của cô với Depp trong phiên tòa. Vasquez nói rằng cô ấy rất hạnh phúc trong mối quan hệ với bạn trai Edward Owen. Vị luật sư nhanh chóng có được người hâm mộ riêng của cô ấy theo dõi trong suốt phiên tòa kéo dài 6 tuần của Depp vì cuộc kiểm tra chéo khó khăn của cô ấy đối với phía Amber Heard. Sau phiên tòa, trong đó Depp giành được 15 triệu đô la, Vasquez thừa nhận sự chú ý mới được tìm thấy là hơi choáng ngợp. Nhưng nếu tôi có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những phụ nữ trẻ muốn đến trường luật và học tập và làm việc chăm chỉ, thì tất cả đều xứng đáng, cô nói trên CMA hôm thứ Tư. Luật sư Camille Vasquez tốt nghiệp hàng ưu tại Đại học Nam California vào năm 2006, lấy bằng luật sư tại trường luật Tây Nam và cũng được các luật sư tốt nhất ở Mỹ đặt tên là người đáng xem cho giai đoạn 2021-2022. Tờ New York Post đưa tin, Vasquez trước đây đã làm việc tại một công ty quốc gia ở Los Angeles có tên Manas Fields & Phillips LLP từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, theo trang LinkedIn của cô. Camille Vasquez, 37 tuổi, là cộng sự tại công ty luật nổi tiếng Brown Brunick ở quận Cam, California. Theo trang của công ty luật của cô, Vasquez cũng có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề pháp lý khác. Hoạt động hiện tại của cô ấy tập trung vào các vụ kiện phỉ báng từ phía nguyên đơn, với kinh nghiệm bổ sung trong việc kiện tụng tranh chấp hợp đồng sơ đồ liên quan đến kinh doanh và các khiếu nại liên quan đến việc làm. Trong khi đó, cô ấy cũng thành thạo trong việc xây dựng các chiến lược kiện tụng tấn công và phòng thủ cho khách hàng tư nhân và đã có kinh nghiệm xử lý song song các vấn đề quản lý danh tiếng và truyền thông khủng hoảng trong quá khứ.